thưa quý vị và các bạn, dây điện hay là dây cáp viễn thông được kết nối với nhau chằng chịt, thậm chí là còn vương vãi trên khắp các hè phố thuộc thành phố Thanh Hóa, là tình trạng diễn ra ở nhiều nơi thuộc thành phố Thanh Hóa. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà thậm chí nguy hiểm hơn là nó tiềm ẩn rất nhiều mối nguy đối với người dân sống xung quanh đây. Dây điện, dây cáp cuốn lấy nhau chằng chịt như mạng nhện, có những nơi còn chịu nặng xuống như mắc võng trên đường. Thậm chí dây điện võng thấp xuống đến mức chỉ cần giơ tay là có thể chạm được. Đây là thực trạng đang diễn ra tại các tuyến đường, khu phố tại thành phố Thanh Hóa. Tôi phải nói rằng là trong bao nhiêu năm nay, cái hệ thống xuống cấp của dây điện đây là nó tồn đọng rất lâu. Ví dụ như cái cột điện ở đây, nó chạy dài kia nó bắt ngang qua đường. Bây giờ muốn lắp mới lại kéo, sau đó cái đường dây lại cắt để đấy. Thế là nó hành đường bó. Thế ở đây đâu có hiện tượng là chập cháy của cả điện lẫn, tức là nó cháy sang cả đường điện của con đây. Tôi nói trước tiên nếu như cái dây điện nó thòng lọng này, không may nó giật mặt thế là ngã ngửa người ra, nếu như anh đi xe máy thì có phải là bị tai nạn không, thì anh lao sang bên cạnh thì sẽ bị của cái người bên cạnh. Sự xuống cấp của đường dây điện, nhu cầu sử dụng internet, dịch vụ viễn thông tăng lên là những nguyên nhân khiến cho số lượng các loại dây điện, dây cáp ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, những đường dây điện, dây cáp cả cũ lẫn mới lại được kết nối rối như tơ nhện, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Nguy hiểm hơn là có những nơi dây điện, dây cáp được mắc nối ngay sát cạnh nhà dân, các biển quảng cáo, càng làm tăng cao nguy cơ cháy nổ do sự cố hệ thống điện, nhất là trong mùa mưa bão. Người đi đường ấy, người ta đi qua giúp ô tô thì còn đỡ, người xe máy người ta không để ý thì có thể đúng vào xe và ngã. Ở đây thì cũng cháy dây điện rất là nhiều rồi, mấy cái cột điện này cứ khoảng vài tháng lại có vụ cháy. Không to đâu nhưng mà cũng nguy hiểm, cũng có lần phải gọi cả xe cứu hỏa đấy. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, có nhiều nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy nổ, nhưng nguyên nhân chiếm tỷ lệ cao nhất là do sự cố hệ thống thiết bị điện. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần có giải pháp, quy hoạch cụ thể để ngầm hóa toàn bộ hệ thống dây cáp trên các cột điện lực nhằm nâng cao mỹ quan thành phố và đảm bảo an toàn cho người dân.